Đấy. Xin chào tất cả các bạn nhé. Vừa rồi thì Dũng Dâu đã đập thùng hai cái mẫu phát điện máy dầu cách âm Kama cho các bạn này. Hai cái mã này của nó là model là KDE6500T và cái hàng Kama này là hàng trung ương của Trung Quốc nhá. Thương hiệu Kama này là trước kia là nó thuộc sở hữu của Đức, một công ty của Đức, về sau là nó bán sang Trung Quốc. Và bây giờ là thương hiệu Kama là thuộc sở hữu của Trung Quốc nhé. Và đây là một trong những cái dòng máy dầu mà hàng Trung Quốc phải nói là về chất lượng là đứng đầu tại thị trường Việt Nam bây giờ. Nếu mà mua để mà nói máy dầu cách âm ấy, mà nếu mà sử dụng gia đình mà sử dụng các thiết bị thoải mái này, chạy hai điều hòa 12.000 này, thì các bạn sẽ chọn cái mẫu 6500 này. Đây là một lựa chọn rất hợp lý. Bởi vì sao? Bởi vì dùng gia đình, đối với những gia đình mà có điều kiện một chút ấy, hoặc là cái nhu cầu sử dụng nhiều ấy, thì sử dụng con này rất ok. Vì con này của nó tải rất là khỏe đây. Cái model là KDE6500T. Công suất của nó ra là 5kW. 5kW chạy 2 điều hòa 12.000 ok nhá. Điện áp 220 này. Dòng là 22,7A và vòng tua 3.000 này. Tần nó 50Hz nhá. Và cái khối lượng của con này là 165 cân. Hai cái mẫu này nó chỉ khác về màu thôi. Đều là model KDE6500T. Nói chung là tùy các bạn thích màu nào lấy màu đấy thôi. Màu vàng và màu xanh. Đây, một vòng tổng quan đây này. Về bảng táp lô của nó thì đây, công tắc dùng chìa khóa nhá. Automat này. Bật này nên là điện nguồn ra táp lô này. Hai ổ cắm 220 này. Đây là hai cái công tắc của ra dây ắc quy 12V này. Và đây là dây đấu mát này. Tần 50Hz nhá. Với bên trong đây thì đây, ắc quy này. Đây của nó là bánh xe nhá, bốn bánh xe này. Và ổ cắm điện này. Được chưa? Đây các bạn có thể nhìn thấy luôn là cái dòng chữ dập nổi Kama này. Nếu để mà cái lựa chọn trong tầm phân khúc mà hơn 20 triệu ấy, dùng gia đình mà chạy hai điều hòa thì đây nó sẽ là một cái lựa chọn, nói thật là không hơn được. Không con nào hơn được con này. Nếu mà ở cái tầm phân khúc hơn 20 triệu, chạy hai điều hòa mà 5kg. Các bạn lưu ý nên mua những cái dòng, đối với máy dầu ấy, dòng 5kg của hàng Trung Quốc ấy, thì giá thành nó hợp lý, hơn 20 triệu rất hợp lý. Còn nếu mà động vào hàng Nhật đấy, mà con 500 ấy, tầm 500 khoảng 5kg, khoảng 4kg da, khoảng 4kg 7 Nhật bãi đẹp của nó thì nó phải rơi vào khoảng tầm 50 triệu nhá. Nên nếu mà hàng Nhật bãi ấy, thì nó phải rơi vào khoảng tầm 50 triệu. Còn đối với con này với 5kg máy dầu, hàng cách âm mà tầm hơn 20 triệu, nói chung là đây một cái lựa chọn quá hợp lý luôn. Và các bạn lưu ý nhá, trên thị trường bây giờ nó có rất nhiều các cái dòng máy mà máy dầu Trung Quốc ấy, nhưng mà nó dán tem Honda, dán là Honda và Made in Thái Lan, các bạn lưu ý nhá. Chúng ta bỏ cái giá trị đồng tiền ra, nó không xứng đáng với cái giá trị sản phẩm chúng ta nhận lại. Ví dụ là đây nhá, đây nó tàu hạn cơ, tàu trung ương cơ, thương hiệu nổi tiếng thì chất lượng nó rất ok. Đối với cái nhu cầu và mục đích sử dụng mà với hơn 20 triệu mà chúng ta có được một chiếc máy phát điện chạy dầu cách âm với tầm phân khúc là hơn 20 triệu thì đây là một cái lựa chọn rất là hợp lý. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà như con này này, khoảng 500 mà dòng máy Nhật bãi ấy, máy đẹp của nó thì nó phải rơi vào khoảng tầm 50 đến 55 triệu, giá thành rất là cao. Nhưng mà các bạn đặc biệt lưu ý nhá, trên thị trường bây giờ có những cái dòng máy mà phát điện dầu cách âm có thể là 5.000 này, 5.500, 6.500 mà các bạn thấy mà nó có dán chữ Honda ấy và Made in Thái Lan nhá, thì lưu ý nhá, đặc biệt nhá, 100% nó là hàng Trung Quốc dán tem Honda. Để làm sao? Để đánh lừa người tiêu dùng thôi. Để đánh lừa vào cái thương hiệu là các bạn thích Honda Thái Lan, mà nói thật với các bạn, không có cái máy Honda nào mà máy dầu cách âm mà với cái giá hai mấy 30 triệu không có đâu nhá. Đặc biệt rất hiếm luôn. Kể cả hàng bãi, nếu mà hàng bãi hay máy phát điện Honda dầu ấy, 5kg ấy,
hoặc là 4.7, 4.8 ấy, mã của nó là 500 hoặc 5.000 ấy, thì riêng máy bãi Honda của nó đã rơi vào khoảng tầm 50 rồi. 50, hơn 50, trên dưới 50 tùy theo tình trạng máy. Đấy, kể cả hàng bãi nhá, là cực hiếm luôn. Để nói về máy Honda cực hiếm luôn, chưa nói là máy mới. Máy mới là 100% là những cái máy dầu cách âm mà các bạn thấy mà có chữ Honda và Made in Thái Lan ấy, là 100% là máy tàu nhá. Nên các bạn đặc biệt lưu ý. Để mà là một người tiêu dùng thông thái ấy, thì tốt nhất chúng ta cứ chọn những thương hiệu hàng tàu chính cống, tàu chính hãng và tàu nhà máy chuẩn của nó luôn. Thì cái giá trị đồng tiền các bạn bỏ ra rất xứng đáng với cái giá trị sản phẩm các bạn được nhận về. Đây, nhìn lại một vòng nhá. Hai con này nó chỉ khác màu thôi, đều là model 6500T. Đây.